cả quý vị và các bạn khán giả đang quay trở lại với chương trình Khi Hai Là Một. Và vòng đầu tiên của chúng ta mang tên là Lòng Tin. Cho Duy Khánh hỏi Bảo Ngọc, tin Đỗ Nhật Hà bao nhiêu phần trăm? Không có ạ. Còn Hà? Âm ạ. Quá tuyệt vời. Để xem nha, bởi vì cái game này đòi hỏi chúng ta phải có lòng tin vào đối phương và đôi khi chúng ta phải hiểu đối phương một tí xíu nữa. Cái game này được mang tên là Hiểu Ý Nhau. Không, theo tôi được nhớ là game này là Hiểu Ý Nhau làm sao cho đúng để là người chiến thắng cuối cùng. Thì cái game này nội dung đơn giản thôi, mỗi người một bộ câu hỏi khác nhau và nhiệm vụ của chúng ta tất nhiên là phải trả lời câu hỏi, nhưng mà khi chúng ta trả lời câu hỏi thì đối phương phải đoán xem là chúng ta trả lời gì, và nếu như đối phương đoán đúng thì đối phương sẽ được cộng một điểm. Và đây, mỗi đội sẽ có một cái nguyên vật liệu dụng cụ học tập. Dụng cụ học tập. Rồi, và chúng ta sẽ đoán, ví dụ như bộ câu hỏi mà Duy Khánh dành cho Đỗ Nhật Hà thì đó sẽ là cơ hội để Ngọc Minh ghi điểm, và ngược lại, ai sẽ là người chơi đầu tiên ạ? Bà đi. Thôi bà muốn tôi thì tôi. Ok. Rồi Vũ Quốc Khánh sẽ đặt câu hỏi cho Bảo Ngọc và Đỗ Nhật Hà sẽ cố gắng để ghi điểm nha. Hà sẽ là người đoán nha. Rồi ok. Ok. Câu hỏi đầu tiên như sau. Nhật Hà hẹn Bảo Ngọc đi chơi và nhờ Bảo Ngọc đề xuất địa điểm, thì Bảo Ngọc sẽ đề xuất địa điểm nào? Đây là đáp án của Bảo Ngọc, xin mời bạn. Xin mời. Thân sắc. Cũng là ăn uống. Đúng hả? Cúng tổ quá. Đề xuất thì chỉ có đi ăn uống thôi chứ gì. Nhưng mà biết sao, mà đi ăn cộng cà phê tự nhiên lại có thêm cái kèm cái cúng tổ nữa. Không, không, nó là một option khác. Hay là một người đẹp tâm linh, rủ Hà đi spa hay là rủ Hà đi tất cả chăm sóc bản thân, không bao giờ Hà đi. Nhưng mà đi ăn thì đi cúng tổ, ok, luôn luôn có mặt. Vậy là ví dụ mà người đàn ông nào mà muốn tiếp cận Hà thì đơn giản hơn. Em ơi, anh thương em quá, anh em đi chùa được không? Đó, kiểu vậy. Cái liền nha. Dễ thương, ok. Rồi câu hỏi tiếp theo dành cho Bảo Ngọc. Đang đi chơi với hội bạn thân, bỗng nhiên có một người đến xin số điện thoại của Bảo Ngọc, thì phản ứng đầu tiên của Bảo Ngọc sẽ là gì? Xin mời bạn trả lời. Phản ứng của Bảo Ngọc là gì hả? Ok, mời các bạn đưa ra đáp án của mình. 3, 2, 1, xin mời. Cơ ứng biến, ngại lắm không có số điện thoại. Có thật lòng hay chưa? Đó là một cách ứng biến. Không, tôi nghĩ cái này là hai option. Cái này là trai xấu nè, bên kia là trai đẹp, thì mình tùy cơ mình ứng biến. Nếu mà là trai đẹp thì mình sẽ cho ngay bà luôn. Xin chào, anh có thể nè. Luôn vô đi. Cũng phải làm em chút xíu mà nói chung là kết quả là cũng cho. Nhưng mà với hai cái đáp án này thực ra nó cũng không có đồng nhất lắm, đúng không? Đúng rồi, Thà đâu có được điểm, đâu có dễ ăn điểm. Ok, câu hỏi tiếp theo, xin mời. Trong một buổi hẹn đi chơi cùng với bạn bè, đang chơi vui thì Đỗ Nhật Hà đòi đi về, lúc đó Ngô Bảo Ngọc sẽ làm gì? Ê, có vẻ như Đỗ Nhật Hà rất là hiểu cô Bảo Ngọc nha. Không, tôi nghĩ là cô Bảo Ngọc khá hiểu là Nhật Hà đó. Hà nghĩ đâu là tôi cảm thấy là đúng cái đó nha. Ok, 3, 2, 1, xin mời. Vậy là khác lắm đó Khánh. Hà là một người đi sẽ đến trễ nhất, nhưng về sẽ là về sớm nhất trong tất cả những cái lần hẹn đi ăn uống. Cho dù đó là một cái buổi tiệc nào đi chăng nữa, thì Hà luôn luôn là cái người như vậy. Đang ngồi kế bên như thế một hồi nó, ủa Hà đâu rồi? Về rồi. Hay quá ha. Bất ngờ đó, nhưng mà đi cũng bất ngờ luôn. Nếu mà kiểu đi đúng những cái nơi mà mình thích á thì mình sẽ đi chùa. Không phải đi chùa. Thôi qua câu khác đi. Nhưng mà tôi hiểu con người này nha, tức là Khánh cũng vậy, không phải là mình không muốn chơi với bạn mình đâu, nhưng mà mình là một cái con người chịu đựng cái năng lượng từ nhiều người quá nhiều á, đông ồn á, mình muốn về nhà để mình bình tĩnh lại, còn mình đi chơi nhiều quá mình bị mất năng lượng luôn. Ok, qua câu khác nha. Giả sử Bảo Ngọc rủ Nhật Hà đi chơi chung, Nhật Hà từ chối vì lý do công việc. Tuy nhiên vào đúng ngày đó, Bảo Ngọc lại thấy Nhật Hà đăng ảnh đi chơi với một người khác, thì Bảo Ngọc sẽ làm gì? À, vậy là câu chuyện đã xảy ra rồi. Câu chuyện đã xảy ra rồi. Tôi đã làm rồi. Cái chuyện này đã có từng xảy ra rồi. Rồi, 3, 2, 1, xin mời. Mình nghĩ cái câu này cũng không lớn. Có một cái gọi là gì ta, câu trả lời đầy đủ đâu, tại vì nó tùy vào trường hợp nữa. Nhưng mà có vẻ như hai cái này cùng ý á. Đúng rồi, nhưng mà cái trường hợp này là có rồi, tức là Min nó sẽ qua nó chào lại, nó dằn mặt mình. Không, thì chào hỏi thôi, gặp bạn thì chào, đâu có phải dằn mặt. Tại bạn nghĩ là dằn mặt á, tôi đâu có dằn đâu. Tại cái tôi đi với người khác. Tôi hỏi không à. À hả? Thì ba mặt một lời á. Ok, thế là cũng đúng không? Thì cũng đúng ba mặt một lời, đúng. Đấy, rồi, đó là mình thức ba mặt một lời mà. Thế tôi kiểu mình không cam tâm á, tại sao tôi vậy tôi thua một cái người khác. Nhưng mà trường hợp như vậy ngược lại có bao giờ chưa ta? Chưa. Vậy luôn không à? Tại vì Hà không bao giờ rủ đi chơi. Hà chỉ rủ đi tổ cũng tổ. Đúng rồi, Ngọc luôn là người phải chủ động rủ Hà. Đúng rồi, hợp lý. Hay, nhưng mà câu này tôi vẫn đề nghị tính điểm nha. Rất là trùng khớp đúng không? Nó gọi là có một cái sự tương tác chủ động luôn. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những câu hỏi của Đỗ Nhật Hà. Câu hỏi đầu tiên. Vào một ngày đẹp trời, Ngô Bảo Ngọc nhắn tin với Đỗ Nhật Hà rằng mình đã có bạn trai.
thì phản ứng đầu tiên của Nhật Hà sẽ là cười vậy hả? Phản ứng vậy hả? Ba kỳ vọng nhiều. Ba kỳ vọng về lần có chưa thất vọng nhiều nha. Tôi đâu kỳ vọng. Bà khỏi có ở đây. Khỏi. Không, cái đó là trường hợp như là thời gian đầu thì tôi sẽ luôn luôn là kiểu sẽ hỏi sâu, sẽ quan tâm hơn. Nhưng mà giống như là kiểu riết cái mình chơi với bạn mình nhiều quá rồi á, xong nó giống như một cái chuyện nó rất là bình thường. Nếu một ngày nào đó Min bảo là Min có người yêu hay là Min có crush thì mình thấy cũng là chuyện bình thường thôi. Không có. Chắc chắn là không phải là hết. Hà luôn luôn là người sao? Tôi là hỏi sâu thì là sâu, ai đó là ai, gặp khi nào, sao thế. Cái ngữ của bạn là hỏi sâu á. Hỏi sâu. Cái ngữ của bạn hỏi sâu á. Tôi cảm giác bạn là một người rất hay hỏi tới á. Hỏi cho người ta mà dí người ta vô trong đường luôn á. Câu hỏi này vẫn cho Bảo Ngọc một điểm đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi cảm thấy mình là không thể nào với cái máu nhiều chuyện trong cái gương mặt đó là không có thể nào. Hà trả lời sai rồi. Ok. Rồi, cho Bảo Ngọc một điểm. Nếu phải lựa chọn giữa việc thức khuya làm hết công việc để sáng mai được ngủ nướng và sáng mai thức dậy sớm làm tiếp thì Nhật Hà sẽ chọn. Và 3, 2, 1, xin mời. Mà biết sao không? Sau Hoa hậu mình không có thời gian ở cùng nhau. Theo trí nhớ của tôi, trong lúc mà đi thi Hoa hậu, Hà luôn luôn làm cho xong hết tất cả, xong Hà mới đi ngủ. Chứ Hà không có bỏ, đến là đi ngủ sớm. Nhưng mà trước đó là Hà là một cái người khi mà làm việc là phải làm cho trọn vẹn đúng không? Dạ đúng rồi, em là một cái người giống như kiểu em sẽ hơi bị tham việc á. Và em bị một cái là em làm cái gì cũng phải làm cho xong, còn nếu không xong là em sẽ không có dừng lại. Nhưng mà cái đó là lúc trước. Sau một khoảng thời gian khi mà em bắt đầu em làm việc nhiều quá và em bị lao lực á, và em phải nằm viện lúc 2 tuần, nhập viện 2 lần, thì bắt đầu từ sau khoảng thời gian đó là bắt đầu sợ, không dám mà kiểu tham công tiếc việc như vậy nữa, mà mình sẽ giữ sức khỏe của mình nhiều hơn. Và cái này là sẽ là phiên bản hiện tại của tôi. Thì đó cũng là cái lý do mà Hà xin đi về sớm á. Đúng rồi, hợp lý. Rồi, chấp nhận. Tiếp theo, vào một ngày thật buồn, Ngô Bảo Ngọc nhắn tin cho Nhật Hà rằng mình đang có chuyện buồn và cần một người để tâm sự. Nhưng lúc đó Hà đang bận với một người khác. Vậy thì Hà sẽ... Rồi. Và 3, 2, 1, xin mời. Ê, tôi có cảm giác là các bạn có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực về nhau luôn á. Ê, mà sao vậy? Thử lục lại trong trí nhớ của mình đi ạ. Thì đúng. Khoan. Vì cái câu hỏi đó, cái câu hỏi hồi nãy là gì? Có một cuộc hẹn rất quan trọng đúng không? Hà sẽ có thể là nghe một chút xíu là alo alo gì bèo. Ok bèo, rồi mà hồi đó tôi gọi nha. Nhưng mà hồi đó Hà bị nhiều khi Hà quay cả ngày hay Hà làm việc hay quên. Nhưng mà ngày mai thì sẽ có gọi lại, có nhắn tin lại hỏi thăm, thường là như vậy. Nói chung là có gọi điện để hỏi thăm tâm sự cho dù mình có bận. Nó kiểu là như vậy. Nhưng Hà thì Hà nghĩ khác nha. Hà nói là Hà sẽ dành 15 phút không có nghe điện thoại liền thôi. 15 phút nhưng không phải là lúc đó. Không phải lúc đó, mà lúc sau. Có thể là một tuần sau, một đúng tháng rồi. Sau. Tức là 15 phút ở trong 15 ngày sau hả? Không thấy mình đổi đội được không? Sao mà ở đây mà tâm hồn có hướng gì mình nói vậy là sao? Không phải. Ví dụ như Ngọc nó hỏi là ê buồn quá mẹ ơi. Ok, nên ta đang quay nhà, ta quay tối về, có tối về gọi. Là một tuần sau. Mà tôi đã từng như vậy với bạn rồi. Thì từng thôi, nhưng mà đa số phần trăm nhiều hơn tôi nhớ là này. Ví dụ như 10 lần thì chắc 2 lần bạn dành 15 phút cho tôi, còn lại 8 lần là bạn quên. Những cái lúc mà nó bị bệnh á mà tưởng là nó gần vậy nè. Đó. Ồ, nhưng mà có một cái kỷ niệm Ngọc rất là nhớ là cái lúc mà mình bị bệnh rất là nặng. Lúc đó mình kiểu mình không muốn gặp ai hết. Thì mới vừa ở bệnh viện về tức thì luôn, thì hai người bạn là Hà và Thảo Nhi là tức tốc chạy sang nhà để mà thăm rồi ăn uống chăm sóc cho mình trong cái ngày hôm đó. Là hôm đó là cái ngày rất là bất ngờ và cũng cảm động. Dạ, yeah, có thể là gọi thì quên. Gọi thì nhưng quên. Nhưng mà lúc mà cần thì sẽ luôn có mặt. Đúng rồi. Mặt. Giả sử trong một buổi trò chuyện, Ngô Bảo Ngọc đang nói xấu một người. Cái người này lại là cái người mà Đỗ Nhật Hà rất là thích, thậm chí là crush luôn. Thì lúc đó Hà sẽ làm cái gì á? Yes. Ê, câu hỏi này hay ha. Quan trọng cái câu hỏi này là đúng nghĩa là chủ đề lòng tin của mình đó, mà không biết là lòng tin nó đặt vào đâu thôi. Ok, 3, 2, 1, xin mời. Ồ, một người thì nghĩ là bên đây sẽ lắng nghe, một người thì để cho người bên đây nói. Cũng hợp lý, cũng giống nhau. Hợp lý. Hà là một người rất là thông minh. Hà sẽ luôn là một người biết, muốn biết sâu tất cả mọi thứ, cho dù là chưa biết cần cái đó là đúng hay là sai, nhưng Hà sẽ tiếp nhận tất cả thông tin trước. Cho nên là Ngọc nghĩ là đây sẽ là cái đáp án Hà sẽ để cho Ngọc nói. Có nghĩa là vẫn sẽ là tiếp nhận toàn bộ thông tin, rồi sau đó não bộ mình sẽ xử lý sau và chọn lọc sau. Vậy mà khi mà tôi nghe câu trả lời này tôi tưởng là Ngọc phải là một người rất là có uy tín. Ủa, là Ngọc mất uy tín hay sao? Thì mình mới tin Ngọc, hiểu không? Cái kiểu vậy.
nói gì nói tôi cũng bị cảm tính lắm bạn, tôi cũng chơi với ai thì tôi sẽ theo phe người đó đó, kiểu vậy á. Đôi khi là tôi chơi thân với ai hơn thì tôi sẽ tin người ta nhiều hơn, nhưng mà tôi cũng không phải là một người quá là mù quáng mà tôi cũng sẽ tìm hiểu kỹ. Cái điều mà tôi hạnh phúc nhất là tôi có thể kết nối được hai người đang không thích nhau chơi lại với nhau. Đúng rồi, Khánh là người làm được cái đó rất nhiều. Tôi rất là thích làm chuyện đó. Tôi cảm thấy tôi hơi bao đồng. Hèn gì, người kết nối Bảo Ngọc như lâu lâu nó cũng vậy. Và ok, sau khi chúng ta sử dụng hai bộ câu hỏi dành cho hai bạn thì tỷ số của chúng ta hiện tại đang là 2-2. Chúc mừng hai bạn. Đây là dấu hiệu gì ạ? Hòa thuận với nhau. Yeah. Ok, bây giờ quý vị hãy nghỉ giải lao trong giây lát. Khánh khoan. Bây giờ trước khi chúng ta nghỉ giải lao, tôi xin bạn một điều. Cái gì nữa? Đừng đi đâu cả. Các bạn ơi, khán giả ơi, yên tâm. Hà vẫn ở đây và xuất hiện đến cuối chương trình, yên tâm nhé, và chúng tôi sẽ nghỉ giải lao trong vài phút.